Để con hỏi xin phép được hỏi sư thêm một câu hỏi nữa. Trong 100 giới chúng học, Đức Thế Tôn quy định rằng các vị tỳ kheo phải thực hiện việc tiểu tiện trong tư thế ngồi. Việc này có lợi ích gì và vì sao Đức Phật lại quy định này, ra quy định này? Nếu như mà mình đọc cho nó kỹ cái tặng luật và đặc biệt là một trong cái pháp chúng học đó, thì mình sẽ thấy là có nhiều việc một số cái học giới đó, được đặt ra là do bị chê trách tức là một đó là bị những vị đồng phạm hạnh chê trách hai đó là bị những người đời họ chê trách thì có khi cái việc đó nó cũng không có phải là cái việc ác việc sái quấy gì À, nhưng mà người đời họ chê chấp cho nên là nước Thế Tôn ra cái quy ra cái quy định như vậy có nhiều lắm và cái việc mà ừ, tiểu tiện này là một trong số đó ừ. rồi à, ngoài ra thì nó còn có ừ, những cái ví dụ như là cái chuyện mang dép ừ, cái chuyện mang dép rồi cái chuyện mà đội nón đấy à, những cái đó thì vốn dĩ nó cũng không có trái đạo à, nhưng mà do cái người đời chê trách hết cho nên đức phật có đưa ra những cái luật giới luật tương ứng với những chuyện đó Nha. còn à, nếu như mà quý vị hỏi nó có cái uh, có cái tốt gì hay không thì nó cũng kè à, chỉ có điều ở đây suy nghĩ cá nhân của sinh như thế này đó là cái y nội đó cái cách đắp y của um, chư tăng nguyên thủy á, nó không giống như những thầy uh, bên Bắc truyền những thầy Bắc truyền bây giờ là mặc cái quần có ống còn uh, những vị tu sĩ từ thời phật á, là mình chỉ có một cái miếng vải thôi mình quấn quanh ở dưới làm cái y nội thành ra cái những cái vấn đề mà vệ sinh á, nó thuận tiện hơn khi mà mình ngồi chỉ đơn giản như vậy thôi À, hơn nữa thì trong cái học giới nó còn có một cái học giới là không có nên à, bài tiết mà để à, cái bài tiết mà để nó nó vào, nó vào ở trong dính vào trong cái cây cối đấy thì à, khi mà mình ngồi như vậy thì mình à, thuận tiện hơn à, thuận tiện hơn ừ có những cái nó nó tế nhị như vậy thôi do cái người đời nó họ chê trách chứ bản thân nó cũng không có phải lỗi lầm gì